xin kính chào toàn thể quý khán giả và toàn thể bạn đọc. Quý khán giả và bạn đọc thân mến, tôi xin tự giới thiệu về bản thân. Tôi là Đàm Kim Liên, sinh ra trong một gia đình thuần nông, hiện nay đã có một gia đình nhỏ với hai người con trai, sinh sống tại thôn Sôm Hang B, xã Ia Pen, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Nơi tôi sinh sống là một vùng quê bình yên, kinh tế đang dần phát triển đi lên. Tuy nhiên, cuộc sống nơi đây của bà con còn gặp nhiều khó khăn, nguồn thu nhập còn thấp, trong đó có gia đình của tôi. Hàng ngày, tôi đi làm ruộng làm rẫy, chân lấm tay bùn lo cơm áo gạo tiền, nhưng cuộc sống cũng không khấm khá hơn bởi vì thiếu kinh nghiệm sản xuất trong trồng trọt và chăn nuôi, làm theo cảm tính và bộc phát, chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật. Năm 2017, tôi tham gia vào hội nông dân và cùng sinh hoạt với chi hội. Tôi bắt đầu được mở mang kiến thức vì được tham gia qua các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, được cán bộ hội nông dân cấp xã và cấp huyện giới thiệu về các loại sách để bà con tìm đọc, áp dụng vào cuộc sống. Từ đó, tôi đã tìm hiểu và biết đến tủ sách pháp luật tại Ủy ban Nhân dân xã và tủ sách ở điểm bưu điện văn hóa xã. Những cuốn sách ấy đã giúp tôi mở mang kiến thức, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao và tạo ra nguồn thu nhập giúp đời sống gia đình của tôi được ổn định và nâng cao hơn. Kính thưa toàn thể bạn đọc, đọc sách là để bồi dưỡng trí tuệ, bồi đắp tâm hồn của mỗi người, để chúng ta có một tâm hồn đẹp, giàu giá trị nhân văn hơn, giúp chúng ta bắt kịp với sự tiến bộ và phát triển của nhân loại. Đọc sách còn thể hiện nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội. Vì vậy, ở nước ta, ngày 21 tháng 4 hàng năm trở thành Ngày Sách và Văn hóa Đọc Sách Việt Nam. Đối với một người nông dân, thực tế hàng ngày thì đọc sách tưởng chừng như là điều không tưởng. Thì đối với tôi bây giờ, sách như là một người bạn, một người thầy hay một khoảng trời riêng để tôi nhìn nhận lại sau cuộc sống bộn bề, tấp nập và sự thư giãn, bình yên đến lạ. Qua đây, tôi xin được giới thiệu tới đông đảo bạn đọc, đặc biệt là những người làm nông nghiệp như tôi, biết đến hai cuốn sách. Thứ nhất, đó là cuốn sách Nhà Nông Cần Biết, quyển sách với 176 trang viết, kích thước nhỏ gọn 12,5 x 20,5 cm, nổi bật trên nền trang bìa với hai gam màu xanh lá và xanh nước biển do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc xuất bản vào năm 2013. Cuốn sách Nhà Nông Cần Biết với nội dung biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ đọc và thiết thực, quyển sách gồm có hai phần. Phần thứ nhất về trồng trọt, giới thiệu kiến thức đến người nông dân biết về trồng trọt các loại 8 củ quả, từ trang 9 đến trang 74. Phần thứ hai là về chăn nuôi, cuốn sách đã giới thiệu 6 loại vật nuôi, đã hướng dẫn cách nuôi gà, chăn nuôi bò, dê và các động vật khác. Đặc biệt chú ý đến việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và phòng trừ dịch bệnh. Điều tôi quan tâm trong cuốn sách này ở phần 2, phần nói về cách chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gà, bắt đầu từ trang 77 đến trang 101. Qua bài viết giúp tôi hiểu biết thêm rất nhiều vấn đề như đặc điểm sinh học và công tác phân loại giống gà, kỹ thuật nuôi gà, chăn thả và một số bệnh thường gặp ở gà và cách phòng dịch bệnh. Từng trang sách giúp người đọc bổ sung vô vàn kiến thức hữu ích. Như chúng ta đã biết, đọc sách cho ta nhiều kiến thức và sự hiểu biết. Quan trọng hơn là biết vận dụng vào thực tiễn như những nội dung đã đọc. Sách còn là tài sản vượt thời gian, không bao giờ mất giá trị, cần truyền lại cho nhiều đời sau. Lenin đã khẳng định rằng, không có sách, không có tri thức, không có tri thức, không có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Đọc sách là con đường ngắn nhất đi tới hiểu biết cuộc sống đang ngày càng mở rộng với vận tốc ngày càng nhanh. Đọc sách sẽ giúp mình được rảnh rỗi nhiều hơn trong cuộc sống, trong công việc, bình tĩnh nhiều hơn trong cuộc đời. Vâng, sách thì rất là nhiều, phong phú và đa dạng về kể cả nội dung và hình thức, đủ cho mọi lứa tuổi. Thông thường mỗi cuốn sách đều truyền tải một thông điệp riêng để có được niềm đam mê. Đến với sách thì yêu cầu mỗi bạn đọc phải biết nhu cầu chọn lọc nội dung phù hợp. Bạn là nông dân, hãy tìm đọc những cuốn sách viết về trồng trọt chăn nuôi để hiểu biết hơn về nhu cầu dinh dưỡng, đặc điểm của sinh trưởng phát triển của cây, phù hợp với các loại đất đai thổ nhưỡng, nuôi con vật và nào dễ và phù hợp hơn với kinh tế hộ gia đình, chăm sóc và phòng chống dịch. Đó là những kiến thức cơ bản người viết, người biên soạn
muốn gửi gắm đến người nông dân bằng cách nào đó có thể truyền đạt lại những kiến thức của những kỹ sư, kinh nghiệm bổ ích cần chia sẻ, giúp cho người nông dân không có điều kiện học tập nhiều nhưng vẫn làm kinh tế giỏi. Cuốn sách thứ hai tôi muốn giới thiệu đó là những mô hình hay và gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của Hội Nông dân Việt Nam, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Gia Lai với 176 trang viết, kích thước nhỏ gọn 14,5 x 20,5 cm, nổi bật trên nền trang bìa gồm có 3 màu, màu xanh lá, màu xanh nước biển và màu trắng, và nổi bật lên không hai hình ảnh mô hình nuôi bò và trồng dưa leo. Trong cuốn sách giới thiệu cho người đọc biết đến 3 mô hình hay và 16 gương điển hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của Hội Nông dân các huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Và điều tôi tâm đắc ở cuốn sách này là bài viết về hội viên Nguyễn Đức Thắng, chi hội trưởng thôn Bình Trang, xã Ia Ben, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, kiêm giám đốc hợp tác xã cá giống Đức Thắng, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu của xã nhà, điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu cho gia đình và cho địa phương để mỗi chúng ta học tập và làm theo. Muốn vậy, người nông dân phải được hỗ trợ, tiếp cận đào tạo kiến thức, huấn luyện kỹ năng, tập huấn kỹ thuật, công nghệ tiên tiến. Tri thức hóa nông dân là yêu cầu bắt buộc. Điều tôi muốn nhấn mạnh đến các bạn là câu nói tâm đắc của tôi sưu tầm được. Đường khó đi là do bản thân chọn, đường khiến bạn đau lòng cũng là do bạn cho phép, hối hận cũng vô dụng, an ủi cũng chỉ là những lời nói ấm áp, vô dụng. Đừng nghĩ có thể dựa vào người khác, mà hãy nghĩ để biến bản thân mình trở nên ưu tú hơn. Do vậy, Lenin đã nói, học, học nữa và học mãi. Lan tỏa tri thức, kỹ năng để giúp người nông dân tiếp cận cách thức sản xuất, kinh doanh hiệu quả, làm giàu bền vững, làm giàu cho nông dân là trang bị cho người nông dân kỹ năng sản xuất về kể cả tư duy, kinh tế. Như vậy, người nông dân sẽ không còn mặc định qua hình tượng áo nâu, đầu vấn khăn rằn, tay cầm bó lúa. Khi ấy, người nông dân buổi sáng có thể mặc chiếc áo màu nâu của đất, buổi chiều có thể mặc chiếc áo màu xanh của nhà máy chế biến, và buổi tối có thể mặc chiếc áo màu trắng của tri thức, thương nhân tự tin vào năng lực của mình trước sóng gió của thị trường. Qua đó, tôi cũng đã hình thành được cho bản thân một thói quen đọc sách hàng ngày, và việc đọc sách trở thành nhu cầu tự thân như việc mình phải ăn uống và hít khí thở mỗi ngày. Mặc dù hiện nay có rất nhiều phương tiện nghe nhìn, nhưng sách vẫn thể hiện được vai trò vị trí quan trọng của mình trong xã hội, bởi vì sách chính là kết tinh tri thức của thế hệ này truyền cho thế hệ khác. Các kiến thức trong sách sẽ giúp cho người đọc bồi dưỡng nhân cách, nâng cao tri thức, từ đó góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, có văn hóa, xã hội phát triển bền vững. Vì vậy, việc khơi dậy văn hóa đọc sách trong mỗi gia đình, cộng đồng là rất cần thiết, nhất là đối với thế hệ trẻ. Có thể thấy, vai trò của sách trong đời sống xã hội là rất quan trọng. Mặt khác, tình yêu đọc sách hay thói quen đọc sách không phải là việc của mỗi cá nhân, mà là trách nhiệm của gia đình, của nhà trường và của toàn xã hội. Mỗi cá nhân cùng xã hội chung tay góp sức xây dựng nên thói quen đọc sách, để sách và mỗi sự kiện về sách luôn trở thành những sự kiện của văn hóa, của tri thức. Hôm nay đọc sách, ngày mai thành tài. Nếu bạn đọc thấy ý nghĩa, hãy cùng tôi lan tỏa nhé!